Hôm nay như đã thông báo thì chúng ta sẽ chữa đề đọc hiểu lần trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm. Nhưng mà trước khi làm ấy thì Sensei muốn ôn lại từ mới một chút. Sensei sẽ bôi vàng và các bạn comment cho Sensei nghĩa của những từ sau nhá. Các bạn comment nhá. Đây những cái từ bôi vàng này. Bởi vì là chúng ta coi như là ôn lại cái từ vựng đi. Đó. Nguyễn Thị Linh, Komawa, Trần Trung, Ohi Sashiburi desu ne. Sashiburi desu ne. Thơm này, chủng loại. Nguyễn Linh, chủng loại. Đặc trưng. Kỹ thuật đặc biệt. Uyên Phương chủng loại, Thơm Nguyễn chủng loại, đặc trưng kỹ thuật tự mãn, quà quê. Văn Tổ chủng loại, đặc trưng nghệ thuật tự mãn, quà quê. Chúng ta có từ đầu tiên, Shurui là chủng loại đúng không? Ghép đúng chữ chủng và chữ loại mang nghĩa là chủng loại này. Tokucho là đặc trưng, có nghĩa là đặc trưng, đặc điểm của một cái gì đó. Gijutsu là kỹ thuật, công nghệ. Jiman là chữ tự và chữ mãn, có nghĩa là sự tự mãn, tự hào. Một cái thứ gì đó mà người ta cảm thấy tự tin, có thể tự hào về nó. Đôi khi nó mang cái sắc thái hơi hơi gọi là hơi 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 quá đúng nhỉ? Gọi là hơi kiêu ngạo, có sắc thái nhỏ trong đó. Omiyage là quà khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta mua cho người ta mang về ấy. Quà địa phương nhé. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài này này. Các bạn thấy câu hỏi của bài này như sau. Kohi kyoshitsu de dekiru koto wa nani ka, tức là cái điều khi mà làm bài đọc hiểu ấy thì các bạn sẽ phải đọc thật kỹ câu hỏi xem là câu hỏi hỏi điều gì. Thì câu hỏi này người ta hỏi là gì đấy? Cái điều có thể làm ở trong cái lớp học này là gì? Người ta liệt kê các đáp án 1 2 3 4. Đấy, thì khi mà người ta đưa ra câu hỏi như này thì gần như là các bạn sẽ rất khó để các bạn có thể gọi là chỉ cần đọc một ít mà các bạn chọn được ngay. Ở trên này người ta sẽ viết một loạt những cái gì nhỉ, những cái vấn đề ra. Vậy thì bây giờ chắc chắn là các bạn sẽ cần phải đọc xem là người ta đang gì đấy, người ta đang viết như nào nhá. Bây giờ chúng ta cùng xem này. Đây là một cái bản hướng dẫn giới thiệu về cái lớp mà học về cà phê ở trong một cái quán giải khát nọ. Đây tên là Kohi Kyoshitsu no go annai, cái hướng dẫn về cái lớp học cà phê. Chúng ta cùng xem này. Cô hi ni tsuite chi shiki mame no shurui ya tokucho to oishii kohi no irekata o manabimasen ka? Vậy thì ngay câu đầu tiên người ta đã giới thiệu cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm đúng không? Đó là gì nhỉ? À, bạn có muốn học. Đấy, chúng ta cùng nhau học cái gì? Học cách pha cà phê ngon và làm gì nữa? Và học về các gì nhỉ? Các kiến thức, tri thức về cà phê. Như vậy là đầu tiên là có thể học được cách pha và học được kiến thức về cà phê này. Tiếp theo, Puro no gijutsu o oshie itashimasu. Đây là dạng gì? Đây là dạng khiêm nhường ngữ của oshiemasu đúng không? Là chúng tôi sẽ dạy cho các bạn những cái gì nhỉ? Những cái kỹ thuật một cách puro, một cách rất là chuyên nghiệp. Đấy. Kỹ thuật đây là kỹ thuật pha nhá. Kyoshitsu no saigo ni wa ご自分で入れたコーヒーと深田島のケーキをお楽しみください。
vào cuối của gì nhỉ? Vào cuối của cái buổi học ấy thì các bạn hãy thưởng thức. Ai, cái động từ tanoshimu được chia ở dạng 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 kudasai, nhưng mà dạng tôn kính ngữ thành otanoshimi kudasai. Bình thường nó là tanonde kudasai. Đấy, tanoshinde kudasai, xin lỗi. Thì đây người ta bảo là vào lúc cuối của giờ học thì hãy làm gì? Các bạn hãy thưởng thức nhá. Cái gì? Cái bánh mà chúng tôi đang rất là tự hào đấy. Có thể là cái bánh này rất là ngon và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến từ người mua, đúng không? Và gì? Vậy thì thưởng thức bánh này. Đây, khoanh cho nó dễ theo dõi. Thưởng thức bánh, đúng không? Và gì? Và cà phê mà do chính các bạn đã pha. Tức là khi mà đến cái lớp này thì được học cách pha. Và cuối giờ học ấy thì sẽ thưởng thức cái cà phê do chính mình pha nhá. Có cái từ gì bưng. Và được ăn bánh của cửa hàng. Đây, bánh này là không phải là bánh do mình làm mà là bánh của cửa hàng, các bạn lưu ý. Okaeri no sai ni wa omiyage ni kohi mame 100 gram o omochi kaeri kudasai. Lúc về thì các bạn hãy mang về 100 gram cà phê làm quà. Đấy. Mấy cái này thì mấy cái thông tin này thì không quan trọng lắm, bởi vì ở dưới người ta không hỏi đến những cái thông tin về thời gian, địa điểm hay là phí tham gia, số người, đúng không? Người ta chỉ hỏi là điều có thể làm được. Vậy thì điều có thể làm được là chốt ở trong đây rồi. Bây giờ sẽ xem các đáp án nhá. Câu số 1 này. Ichi này. Jozu na kohi no irekata ga manabe. Kohi mame o moratte kaereru. Có thể làm sao? Có thể học cách pha cà phê một cách rất là giỏi, rất là khéo. Đấy. Và có thể nhận được cái cà phê mang về. Có hai vế. Vế thứ nhất là có thể học. Thì rõ ràng là đây, các bạn thấy đây, học cách pha là đúng rồi. Về thứ hai là gì nhỉ? Về thứ hai là nhận cà phê mang về, chính là đoạn dưới. Các bạn hãy mang về 100 gram làm quà, như vậy là không mất tiền, được mang về miễn phí. Như vậy cả hai vế đúng thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 1. Câu số 2 này. Pro ga ireta kohi ga nome. Mise no jiman no keki mo yasuku taberareru. Có hai vế. Vế thứ nhất, có thể uống cà phê do pro ga ireta, do những người chuyên nghiệp pha. Đấy. Không phải là uống cà phê do những người chuyên nghiệp pha. Cà phê này là cà phê do mình pha. Ở trên đây là có cái từ puro. Puro này ấy là cái phía cửa hàng người ta dạy cho các bạn cái kỹ thuật đặc biệt. Chứ không phải là puro ga. Đây là trợ từ ga, là có nghĩa là những người chuyên nghiệp này là người ta pha này. Là bị sai. Cái vế đằng sau là bảo gì đấy? Có thể ăn bánh với giá rẻ. Đúng nhỉ? Sai nhá. Ở đây là ăn miễn phí, thưởng thức miễn phí, chứ không phải là ăn với giá rẻ. Như vậy cả hai vế đều sai, cho nên đáp án 2 sai. Câu số 3. Kohi no chishiki ya irekata ga manabe. Keki no tsukuri kata mo oshiete moraeru. Có mấy bạn chọn đáp án 3. Có thể học cái cách pha và kiến thức về cà phê thì vế đầu tiên đúng. Nhưng mà vế đằng sau, keki no tsukuri kata mo oshiete moraeru, là có thể được người ta dạy cho cái cách làm bánh. Rõ ràng trên này không có, đúng không? Người ta chỉ bảo là cuối giờ học thì được thưởng thức bánh của cửa hàng đấy thôi, chứ không phải là dạy cho cách làm bánh. Như vậy là khi mà đi thi thì các bạn sẽ xóa đi những cái phần thông tin mà không đúng, các bạn gạch đi nhá. Các bạn nháp, được nháp trên tờ bài làm thì các bạn sẽ loại đi. Câu số 4 là gì? Iroro na kohi no aji ga kuraberare suki na kohi mame o yasuku kaeru. Là có thể so sánh các loại vị của cà phê khác nhau và có thể mua với giá rẻ cái loại cà phê mình yêu thích. Ở đây không có nói là có thể so sánh vị, cũng không nói là có thể mua với giá rẻ, mà người ta nói là lúc về là được tặng, được mang về miễn phí. Như vậy đúng ở đây phải là số 1, Ichiban. Đấy. Không biết là những bạn nào đúng câu này. Tiếp theo chúng ta sang bài 2 nhé. Bài số 2 lại là một văn bản gì nhỉ? Lại là một văn bản mang tính chất giống như là văn bản thường nhật, văn bản công việc ấy. Mail. Đây là một cái email do một bạn tên là Thanh, có thể bạn Thanh gì đấy, viết cho Yamashita Sensei. Thì đối với lại dạng bài này thì các bạn nên đọc câu hỏi trước. Các bạn thấy câu hỏi như sau. Thanh sang ga kono mail de iitai koto wa nani ka. Đó là cái điều mà bạn ấy muốn nói qua cái bức email này là gì, qua cái email này là gì. Thì đối với lại dạng câu hỏi điều muốn nói ấy, các bạn sẽ tìm cái biểu hiện thể hiện cái gì nhỉ? Thể hiện cái việc yêu cầu đối phương làm và những cái việc mà mình làm và muốn đối phương
để ý. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ đọc lướt một lượt thì các bạn sẽ thấy ở có cái câu cuối cùng đây này. Có câu gần cuối này, người ta viết như sau. Sensei ni mo yonde itadaketara ureshii desu. Thì cái biểu hiện là de itakere, xin lỗi, de itadaketara. Bình thường chúng ta hay dùng là te itadakemasen ka đúng không? Hoặc là te itadakeru to. Đấy, nhưng mà đây người ta dùng là biến thành sang dạng tara nhá. Có nghĩa là nếu nhận được việc làm V, vậy có nghĩa là nếu mà thầy đọc giúp em thì em sẽ rất là vui. Đấy, được chưa? Itadaku là nhận. Đây là đọc. Thì nếu mà em có thể nhận được cái việc đọc từ thầy, tức là nếu mà thầy đọc giúp em, nếu mà thầy đọc ấy, thì em sẽ rất là vui đó. Vậy thì cái email này sẽ là mong muốn thầy đọc. Vậy thì các bạn thấy rõ ràng ở trong đây 1, 2, 3, 4 chỉ có duy nhất cái mong muốn thầy đọc là đáp án số 3. Tức là nếu các bạn có đủ tự tin các bạn tìm đáp án thì các bạn có thể chọn nhanh luôn như vậy. Đây, chúng ta thấy có là Yamashita sensei ni yonde moraitai. Thì yonde moraitai sẽ giống như là yonde itadaketara ureshi. Đấy, đấy là cái gọi là cách làm nhanh, người ta gọi là mẹo ấy, mẹo ở đâu là ở vậy. Thế nhưng mà nếu các bạn không tự tin ấy, bây giờ chắc chắn là nếu mà gọi là thi N3 lần đầu hoặc là mới học thì chưa thể nào mà có thể nhìn nhanh như vậy, thì chắc chắn các bạn sẽ vẫn phải đọc tuần tự tìm ra thông tin và loại trừ đáp án, đúng không? Ví dụ bây giờ các bạn sẽ thử xem nhá. Tiêu đề là gửi Yamashita Sensei này. Wobusata shiteimasu, Thanh desu. Lâu lắm rồi mới viết thư cho thầy. Em là Thanh đây. Hanamura Nihongo Gakko dewa taihen osewa ni narimashita. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trong cái thời gian học tập tại trường Nhật ngữ Hanamura. Watashi wa ima Kitagawa Daigaku Daigakuin de kei gaku wo manande imasu. Có nghĩa là bây giờ ấy, em đang học gì? Em đang học kinh doanh, em đang học môn kinh doanh tại gì nhỉ? Tại em đang học cao học cái chuyên ngành kinh doanh tại trường đại học Kitagawa. Nói chung là cái đoạn đầu tiên là cái đoạn gọi là ai sát sự. Cái đoạn này này thì nó chưa có cái thông tin quan trọng. Do vậy là các bạn cũng không cần quan trọng lắm cái đoạn này. Đấy. Nhưng mà cần tắc vui này cứ đọc lướt qua một chút đúng không? Xong bắt đầu nhá, có cái từ jitsua là bắt đầu vào công việc, kể cả nghe cũng quan trọng cái từ này. Jitsua senjitsu watashi no ronbun ga daigaku no genkyu jashi ni norimashita. Có nghĩa là mấy hôm trước ấy, cái luận văn của em đã được đăng trên tạp chí nghiên cứu của trường đại học. Vietnam ni okeru Nihon kigyo という tema で書いたものです。Nó là cái thứ đúng không? Cái luận văn này nó là cái thứ viết với đề tài là gì? Đó là doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Cũng chưa thấy có thông tin quan trọng lắm đúng nhỉ? Tiếp theo nhá. Nayo wa shido o ukete iru sensei kara advice o itadaki. Có nghĩa là cái nội dung ấy thì em nhận được cái advice, cái lời khuyên từ cái sensei, từ cái người thầy mà em nhận cái sự chỉ đạo hướng dẫn của thầy ở đó, tức là cái giáo viên phụ trách. Đấy, itadaki là khiêm nhường ngữ của moraimasu. Có nghĩa là nội dung của cái luận văn đó thì đã được cái người thầy phụ trách người ta cho lời khuyên rồi. Nihongo wa Nihonjin no senpai ni mite moratte nando mo kaki naoshimashita. Tiếng Nhật ấy. Tiếng Nhật thì sao? Tiếng Nhật thì em được người bạn, được người senpai người Nhật xem hộ cho và em đã viết đi viết lại rất là nhiều lần. Yoyaku jashi ga dekimashita no de ichibu o okuri itashimasu. Cuối cùng thì cũng gì đấy, cũng được đăng vào tạp chí, được đăng lên tạp chí. Cuối cùng thì cũng người ta cũng đã làm ra được một quyển tạp chí, trong đó có bài của em đấy. Cho nên là em gửi cho thầy, em sẽ gửi cho thầy một bản. Đấy, có hành động nhá. Em sẽ gửi cho thầy một bản khiêm nhường ngữ này. Và nếu như thầy đọc thì em sẽ rất là vui. Em đang rất là háo hức mong chờ cái ngày mà thầy cho mình gặp lại nhau. Vậy thì các bạn thử xem các đáp án kia sai ở đâu. Ví dụ câu số 1. Donbun o kaita node naiyo nitsuite Yamashita sensei no advice ga moraitai. Bởi vì đã viết cái bản luận văn. Do vậy, muốn nhận được lời khuyên từ sensei này về nội dung, đây là điều sai. Khi mà làm bài, các bạn hãy lên các bạn tìm cái liên quan đến từ naiyo và từ advice. Các bạn sẽ thấy rằng đấy là được cái sensei khác làm cho rồi. Đấy, do vậy là cái này là đáp án sai nhá, loại đi, gạch đi. Câu 2. Bởi vì đã viết
luận văn. Do vậy, Yamashita sensei ni Nihongo no bunshō o naoshite moraitai. Cho nên là muốn nhận được cái sự sửa, đúng không? Muốn thầy Yamashita này sửa tiếng Nhật cho. Thì các bạn lại thấy có cái từ là Nihongo no bunshō, thì các bạn lại lên đây. Các bạn thấy là tiếng Nhật thì đã có bạn check cho rồi. Đấy. Như vậy các bạn sẽ loại trừ đáp án này đi. Vậy thì câu 3 là câu chính xác, đúng không? Cái luận văn đấy đã được in rồi, đã được đăng lên báo rồi, đăng lên tạp chí rồi. Và muốn thầy đọc cái tạp chí này nhá, trùng khớp với cái nội dung đăng bôi vàng ở chỗ này. Do vậy đúng nó phải là 3. Còn câu 4 nó khác ở đằng sau là gì đấy? Đó là vế đầu tiên thì giống nhau, là luận văn ấy đã được đăng trên tạp chí. Cho nên là muốn gặp Yamashita sensei để gì? Watashi tai, để trao cho thầy cái quyển tạp chí đấy. Đấy, sai, không phải là gặp để trao nhá. Được chưa? Người ta gửi cho thầy chứ không phải là gặp để trao cái đó, như vậy là sai. Đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 3. Đó là cái cách mà chúng ta làm sao? Chúng ta loại trừ đáp án. Đấy. Thì khi mà làm bài ấy, nếu như tinh ý nhanh thì các bạn có thể làm ngay được, chọn được đáp án ngay, nhưng mà như sensei nói ban đầu, đấy là tìm cái biểu hiện thể hiện cái việc mà mình muốn người khác làm. Ví dụ như tìm ra câu này, nhưng mà các bạn bây giờ coi như là chiếu mới, chưa thể nào mà làm được ngay, thì vẫn cứ phải đọc lần lượt. Đấy, tìm ra cái câu chính xác, loại trừ những câu sai, soi lên bài xem nội dung đấy như thế nào thì mới có thể chọn đúng được. Tiếp theo sang bài số 3 này. Bài số 3 như sau. Câu hỏi, tốt nhất là có nhiều cách làm, có bạn thì làm, có bạn thì đọc hết bài một lượt, sau đấy thì đọc câu hỏi và chọn đáp án. Có bạn thì đọc câu hỏi trước và dò tìm, nhưng mà sensei nghĩ tốt nhất là các bạn nên xem qua câu hỏi trước rồi xem dạng câu hỏi là như thế nào để ứng dụng vào. Ví dụ câu hỏi đây là Gakkari shite shimatta no wa naze ka, đó là gì đấy? Đó là người ta có viết là đã rất là thất vọng, vậy thì tại sao lại vậy? Thì đây là câu hỏi naze, câu hỏi tại sao. Đấy, đây là câu hỏi tại sao nhá. Với câu hỏi tại sao, các bạn sẽ tìm các biểu hiện thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả. Genin, kịch cờ. Chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn như là cuối câu mà nó là những cái từ như là karada này. Đấy. Noda. Tameda. Hoặc là những từ nối như là sonotame. Đấy, hay là gì nhỉ? Sore de. Vân vân, những biểu hiện này. Nhưng mà không phải là trường nào cũng có như vậy. Chẳng hạn như câu này các bạn quan sát này. Cái từ phần gạch chân nó ở cuối cùng. Sore o shitte chotto gakkari shite shimatta. À, vậy thì các bạn thấy đằng trước nó có câu là biết được điều đó. Đấy, biết được điều đó thì tôi cảm thấy hơi thất vọng. Đúng không? Vậy thì chắc chắn là cái thất vọng này phải liên quan đến cái việc biết được điều đó. Vậy điều đó là điều gì? Điều đó là điều mà được thể hiện ở câu trước, bởi vì có chỉ thị từ là sode. Đấy. Vậy thì chúng ta, các bạn sẽ đọc tiếp lên câu trước xem nó nói gì nhá. Ano hokosha shingo wa jikan nai ni watarenai hito ga okatta no de keisatsu ga ao no jikan o sukoshi nagaku shita no da soda. Là gì nhỉ? À, cái câu là soda đây là nghe nói này. Nghe nói là ấy, cái tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường đó, bởi vì có rất là nhiều người mà không thể qua đường được trong cái khoảng thời gian cần thiết. Đấy, được chưa? Cho nên là gì? Cảnh sát ấy, những cái người cảnh sát, người ta đã làm sao? Người ta đã kéo dài một chút cái thời gian đèn xanh. Vậy thì biết được cái điều là cảnh sát đã kéo dài thời gian đèn xanh, đúng không? Vậy các bạn lại phải đọc lên đây, các bạn tìm tiếp một cái biểu hiện nào thể hiện cái sự tại sao người ta lại thất vọng. Thì các bạn thấy ở câu này người ta có viết như sau này. Yorokonde ita, tôi đã rất là vui, tôi đã rất là mừng. Mừng vì sao? Mừng vì tôi nghĩ là aruku no ga hayaku natta, tôi nghĩ là tôi đi bộ nhanh hơn. Đấy, nhưng mà không phải, hóa ra là cảnh sát như vậy. Cảnh sát người ta đã chỉ điều chỉnh cái này. Vậy thì đáp án nào là đáp án giống cái đó? Thì các bạn thấy là chỉ có số 1 nhá. Jibun de wa aruku no ga hayaku natta to omotte ita ga jitsu wa sou de wa nakatta kara. Bởi vì ấy, nghĩ rằng bản thân mình đi bộ nhanh hơn, thế mà thực ra lại không phải vậy, đúng không? Đáp án đúng là đáp án số 1. Đấy, đấy là cái cách mà gì nhỉ?
cái cách gọi là cách làm nhanh là như vậy. Thế nhưng mà sensei vẫn luôn nói với các bạn đây, bây giờ các bạn chưa thể nào mà làm được ngay vậy đâu nhá. Tìm mẹo thì nó như này ấy, các nơi ví dụ các nơi nó quảng cáo là học mẹo các thứ thì nó cũng chỉ là như này thôi, chứ không có cái mẹo gì mà không hiểu gì, không biết phương pháp làm bài mà có thể chọn được đâu các bạn ạ. Các bạn khi mà học thì cũng ví dụ các bạn tìm chỗ học các thứ cũng phải tỉnh táo một chút, chứ không phải là không học mà có thể giỏi được. Chắc chắn là các bạn phải học các bạn mới giỏi đấy. Cái mẹo nó chỉ giúp các bạn một phần thôi. Thì bây giờ nếu như các bạn muốn hiểu được tại sao ấy, thì chúng ta cùng nhau đọc bài này. Ví dụ này: Ekimae no kousaten no shingo wa aka ni naru no ga hayaku sukoshi okureru to tochuu kara hasitte watarakereba naranai koto mo ookatta. Câu đầu tiên người ta giới thiệu vấn đề. Cái đèn tín hiệu ở các ngã tư, đúng nhỉ? Cái đèn tín hiệu ở ngã tư trước ga ấy thì nó chuyển sang đèn đỏ rất là sớm, rất là nhanh. Cho nên nếu mà đi bộ chậm chậm một chút thôi ấy thì làm sao? Thì nhiều lúc nhá, cô tố mô ô cả tà là nhiều lúc, nhiều khi sẽ phải làm sao? Sẽ phải chạy. Đấy, sẽ phải chạy từ giữa đường để qua đường. Đây cái này có thể là nhiều bạn sẽ hơi khó hiểu một chút, xin sẽ minh họa này. Ví dụ nhá, đây là con đường này. Đây là cái gì đây? Đây là một một phần con đường nhá, chúng ta cần đi từ đây. Đây, chúng ta cần đi từ đây sang đây. Đấy. Chúng ta cần đi từ đây sang đây này. Giả sử bình thường ấy là một người có tốc độ đi bộ bình thường là khoảng 20 giây, đúng không? 20 giây là đi thong thả qua được cái này. Thế nhưng mà cái đèn này nó chỉ để có 12 giây thôi. Đấy, cái đèn gì đây nhỉ? Cái đèn xanh nó để có 12 giây rồi nó chuyển sang đỏ, vậy thì đương nhiên là đã đi được thì phải làm sao? Phải chạy. Đấy, không thể như cứ đi mà đi được, phải chạy sang thì mới kịp. Thì ý câu đầu tiên là như vậy. Shikashi ikagetsu gurai mae kara hashiranakutemo jikan nai ni watareru yō ni natta. Thế nhưng mà ấy, từ một tháng trước thì hashiranakutemo có nghĩa là không cần phải chạy, tôi vẫn có thể sang đến nơi đúng giờ trong cái thời gian đó. Vì vậy mà tôi đã rất là vui mừng và nghĩ rằng là mình đi bộ nhanh hơn rồi. Nhưng mọi thứ vô nghĩa khi gặp từ nhưng, đúng không? Thế nhưng mà này, Keisa no shinbun o yonde honto no riyu ga wakata. Nhưng mà sáng nay đọc báo xong thì tôi mới biết lý do thực sự. Đấy, bởi vì ở cái chỗ đèn tín hiệu đấy ấy, có quá nhiều người không thể nào sang đường được trong cái khung thời gian cho đấy. Do vậy là cảnh sát đã kéo dài thời gian đèn xanh, không phải là để 12 giây nữa mà kéo dài lên 20, 21, 22 giây. Biết được đó thì tôi thực sự rất là thất vọng. Đấy, tôi đang ảo tưởng sức mạnh đúng không? Vậy thì nó phải làm sao? Đấy. Chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ loại trừ được và chọn được đáp án số 1 rồi đấy. Đáp án số 2 nhé. Sekaku hashite watareru yō ni natta no ni sono hitsuyō ga naku natta kara. Là bởi vì sao? Bởi vì đã cất công chạy để sang bên kia, đúng không nhỉ? Ai có từ sekaku, bởi vì đã mất công, mất sức, mất bao công sức chạy nhanh để sang đường ấy, vậy mà cái điều đấy lại không cần thiết nữa. Sai. Không phải là mình mất công chạy sang mà lại cái việc chạy đấy không cần thiết. Câu số 3: Jibun wa jikan nai ni aruite watareru no ni hokusha shingo no ao no jikan ga nagaku nagaku nakata. Xin lỗi. Nagaku natta kara. Là bởi vì sao nhỉ? Bản thân mình có thể băng qua đường trong khung thời gian cho phép ấy, vậy mà cái đèn đó, cái thời gian đèn đó lại được kéo dài hơn. Sai nhá. Không phải là cái bản thân mình có thể băng qua được trong thời gian đó. Câu số 4 là gì đấy? Keisatsu ga hokusha shingo no ao no jikan o sukoshi shika nagaku shite kurenakatta kara. Bởi vì cảnh sát người ta chỉ kéo dài một ít, một chút cái thời gian đèn xanh, không phải. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta sẽ phải là đáp án số 1. Tiếp theo câu số 4 này. Bài số 4. CC chữa nhanh cho em ngủ sớm mai kiếm bơ gạo CC. Buồn ngủ thì ngủ thôi. Nào, mọi người comment một chút những cái từ sau nhá. Coi như là ôn lại từ mới một tí.
Đó, những cái từ mà bôi vàng. Không học mẹo thì vẫn dịch được, nhưng chưa làm xong đã hết giờ sensei ạ. Không phải là không áp dụng mẹo tí nào, nhưng mà nếu mà các bạn cứ gọi là gì nhỉ, các bạn cứ gọi là dựa hết vào mẹo ấy, thì cũng rất khó để có thể 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 hiểu được bài với lại chọn được đáp án chính xác, tại vì có rất là nhiều câu nó sẽ lừa. Văn bảo chủ yếu thư ký, quan trọng tỷ lệ. Thơm chủ yếu quan trọng tỷ lệ. Nguyễn Xuân Bình kéo xem câu trả lời thầy ơi. Cái bài này là hôm qua Sensei đăng lên nhóm rồi em nhá, đăng lên page rồi nhá. Hôm nay chỉ chữa thôi, chứ không phải là cho các bạn thời gian để đọc nữa, hôm nay chỉ chữa bài. Thanh Hương sắp thi rồi mà đọc hiểu em hoang mang ghê. Triệu Ngọc chủ yếu bí quyết quan trọng tỷ lệ. Ngọc Khuyên chủ yếu quan trọng tỷ lệ. Chúng ta thấy này, từ đầu tiên, Shuyo, chữ chủ và chữ yếu mang nghĩa là chủ yếu. Hiketsu, chữ Hán là chữ bí và chữ quyết và mang nghĩa là bí quyết luôn. Hai cái chữ Hán này thì nó hơi khó với N3, thế nhưng mà có thể là nhiều bạn đã đọc trước rồi. Người ta cũng sẽ giải thích những cái từ khó ở dưới. Ví dụ người ta giải thích là Amari shirarete inai ga koka ga ru hoho, tức là cái phương pháp mà ít người biết nhưng có hiệu quả thì gọi là bí quyết nhé. Juyo là quan trọng. Wariai là tỷ lệ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi bài này. Kono bunshou kaita hito niyoru to nichijou kaiwa wo tanoshimu ni wa do shitara ii ka? Theo cái người viết cái đoạn văn này ấy, thì để làm gì? Để có thể gì nhỉ, để có thể vui, để có thể tận hưởng thưởng thức. Nói chung là cái từ tanoshimu có rất nhiều cách dịch, tận hưởng thưởng thức vui. Thì ở đây đối với trường hợp là hội thoại nói chuyện chúng ta nên dịch là vui nhá, để có thể trò chuyện một cách vui vẻ trong đời sống thường nhật thì nên làm thế nào, đúng không? Vậy thì các bạn thấy rõ ràng là câu hỏi là nên làm thế nào, thì các bạn sẽ tìm các cái biểu hiện mà gọi là gì, thể hiện điều đó là điều quan trọng. Thì ở đây các bạn thấy rõ ràng là gì đây nhỉ? Đây, cái câu này nó có từ juyo đó. Thì các bạn xem kỹ câu này xem nhá. Từ câu này xem có thể chọn được đáp án chưa nhá. Đây. Sono tame ni wa jibun de shaberu koto yori aite ni shaberaseru koto no hou ga juyou de aru. Thấy có cái yori đúng không? A yori B. A này. Yori B. Thì là B hơn A. Vậy B là gì? B là aite ni shaberaseru, tức là cho đối phương nói, thể sai khiến. Còn A là gì? Là bản thân mình nói. Vậy câu này có nghĩa là điều quan trọng ấy là để cho đối phương nói hơn là cái việc mình nói. Đấy, vậy thì cái đáp án nó sẽ phải là để cho đối phương nói. Được chưa? Bây giờ xem đáp án. Aite ga yoku wakaru yoni hanasu là gì? Là cố gắng nói, đúng không? Nói để đối phương hiểu. Chắc chắn là sai rồi. Đây vẫn là mình nói nhá. Câu 2. Aite ga kikitakunaru yona hanashi o suru. Nói những câu chuyện làm cho đối phương muốn nghe. Cũng sai luôn. Vẫn là mình nói. Câu 3. Aite ni jibun no koto o hanasu yoni suru. Cố gắng nói nhiều việc, những cái việc của bản thân mình cho đối phương. Sai. Vẫn là mình nói. Đến câu số 4 này. Aite ni takusan hanashite morau yoni suru. Te morau là người người khác làm về. Vậy câu này có nghĩa là cố gắng để cho đối phương nói nhiều, trùng khớp với lại cái câu mà người ta khuyên quan trọng ấy. Như vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 4. Được chưa? Đấy gọi là cái cách nếu mà muốn làm nhanh thì là như vậy. Vậy thì bây giờ nếu như mà không tự tin làm nhanh thì vẫn phải đọc bài đúng không? Đấy. Bây giờ nếu các bạn dựa theo mẹo nhé, vậy thì một bài này các bạn tìm trong 1-2 phút là ra đáp án. Vậy thì người ta thiết kế cái bài đọc hiểu nó dài tận bao nhiêu, 70 phút thì thành vô nghĩa, rất khó, các bạn vẫn cần phải đọc. Đấy, quan điểm của Sensei là như vậy. Nào chúng ta cùng xem này.
Nichijo kaiwa no juyo na mukteki wa tanoshimu koto ni na ni aru, có nghĩa là mục đích chủ yếu của cái việc hội thoại thường ngày đó là cái việc để chúng ta gì đấy, chúng ta có thể vui vẻ. Sonna kaiwa no hiketsu wa jibun jishin o yorokobaseru yori mo aite o yorokobaseru yo ni suru koto de aru. À, câu này cũng có yori so sánh đúng không? Và bí quyết để có thể có được một cuộc hội thoại như thế, tức là bí quyết để có thể có một cuộc hội thoại vui vẻ như vậy là gì? Là cố gắng làm đối phương vui. Đây nhá, cố gắng làm đối phương vui này, được chưa? Và gì đây? Hơn là cái việc gì đấy, làm vui bản thân. Đấy, phải vì đối phương chứ không phải vì mình. Để làm được điều đó thì điều quan trọng là gì? Là khiến cho, làm cho đối phương được nói hơn là mình nói. Đấy, tóm lại là đến đây là chốt được đáp án rồi. Đoạn sau nó chỉ là gọi là vẽ thêm thôi, trình bày thêm cho các bạn hình dung các cái ví dụ, các cái câu nói mà đi kèm. Ví dụ này, hanashi jozu wa kiki jozu to iwareru. Người ta hay nói là người nào mà nói giỏi, đấy, người nói giỏi là người biết lắng nghe, là người nghe giỏi. Mimi wa hitatsu, kuchi wa hitotsu, sono wari ai de tsukae tomo. Rồi thì teki o tsukuri da tsukuri ta kereba hanase, tomodachi o eta kereba kike tomo iwareru yuen ga koko ni aru. Yuen ở đây là ryu, là lý do này. Lý do mà người ta thường nói những câu như sau: tai thì có hai, miệng có một, vậy thì hãy sử dụng với cái tỷ lệ đó, được chưa? Tức là tai có hai cái, miệng có một, hãy sử dụng cái tỷ lệ này, tức là hãy nghe nhiều hơn và nói ít đi. Đấy, vẫn là mình hãy lắng nghe nhiều hơn nhá, tức là cho đối phương nói nhiều hơn đấy. Nếu muốn gì đấy, chữ này là chữ địch này, có nghĩa là kẻ thù, quân địch. Còn trong trường này thì nó không đến mức là kẻ thù đâu. Người ta ví von một chút, nó là nakaga warui hito, tức là những người mà có cái mối quan hệ không tốt với mình. Là sao đây nhỉ? Nếu như muốn tạo ra kẻ thù, nếu mà muốn tạo ra những cái người mà mình không thích thì mình nói nhiều, mình hãy nói. Còn nếu như muốn có được bạn ấy, muốn nhận được bạn thì hãy lắng nghe. Đấy, lý do là như vậy. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta cuối cùng vẫn là 4. Đấy là 4 cái bài đọc ngắn của chúng ta. Xin xin hỏi sau năm nay thời gian các bài thi lại tăng lên ạ, từ vựng 30 phút đọc 85 phút ạ. Ô thế à Trọng Phụng, thông tin nào đây em? Ở đâu đấy? Tại vì Sensei cũng chưa biết cái thông tin là thời gian bài thi tăng lên. Nếu mà tăng lên thì chắc là mọi người đều sẽ phải đăng lên ầm ầm chứ nhở? Tại vì chưa thấy có ai đăng lên cho nên là... Có ai biết cái thông tin là thời gian thi tăng lên không mọi người? Hay là mới hôm nay? Đâu rồi sao? Hỏi xong thì chạy luôn. Rồi chúng ta chữa sang bài tiếp theo là bài trung văn các bạn nhá. Bài trung văn này. Giả sử như các bạn làm theo cái kiểu là đọc câu hỏi và chọn thì các bạn xem câu 28. Câu 28 là Watashi wa tatoeba jibun ga donna toki ni kasa o kau to itte iru ka. Nhân vật tôi ấy ví dụ sẽ mua ô đúng không? Những lúc như thế nào? Nhận được giấy báo rồi thầy ạ, từ vựng 45 phút. À các em ơi, nó ghi như vậy, tức là người ta ghi như vậy. À xin ra hiểu rồi. Cái thời gian đấy ấy, có thể là thời gian mà gì đấy, thời gian mà các em phải ở trong phòng thi, có thể gồm một số thao tác khác như là check mặt hay các thứ. Chứ thời gian làm bài thì không thay đổi đâu nhá. Không phải là 45 phút đâu. Đấy là thời gian mà chúng ta ngồi trong phòng thi. Đấy. Còn vẫn là 30 phút đấy. Chứ nếu mà thực sự là người ta thay đổi là thay đổi lớn như vậy là người ta phải thông báo. Giống như là ngày xưa thay đổi thời gian của N4 với N5 ấy. N3 mà thay đổi lên như thế mà mọi người đều không nói gì thì chắc chắn là một chuyện rất là lạ. Không có đâu. Không.
Vẫn như cũ các bạn nhá. Rồi chúng ta quay lại bài này, chữa này. À, nhân vật tôi nói là mua ô khi nào, đúng không? Thì các bạn sẽ tìm chỗ nào nhắc đến tôi. Các bạn sẽ thấy đến đây có watashi mo yoku kasaokau. Tôi quả nhiên là cũng rất là hay mua ô. Thì các bạn sẽ thấy đoạn này nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ liệt kê ra các trường hợp tôi mua này. Gaishutsu chuu ni totsuzen ame ni furare awatete chikaku no konbini de kau. Cái lúc mà tôi đang ra ngoài thì đột nhiên bị mưa ấy. Đấy, tôi mua những lúc như sau. Tôi mua cái lúc mà đang ra ngoài bị đột nhiên mưa lớn. Đấy, đột nhiên mưa này và tôi hoảng hốt vội vàng mua ở cái konbini gần đó. Đây là một trường hợp. Trường thứ hai, densha no naka ni wasurete shimai. Atarashii kukau koto mo aru. Là gì? À, những cái lúc mà tôi có lúc mà tôi quên ở trên tàu điện và tôi mua mới, đúng nhỉ? Tôi để quên và tôi mua nhá. Tôi bị mưa và tôi mua ở konbini gần đó này. Tôi để quên trên tàu điện và tôi mua. Itsu ame ga furidashite mo komaranai you ni kaisha ya kuruma no naka ni mo kasa o oite iru. Có nghĩa là tôi cũng để ô ở sẵn trong đâu? Ở sẵn trong ô tô cũng như là ở công ty ấy, để bất kỳ lúc nào mưa thì tôi cũng không gặp rắc rối gì. Như vậy là có ba cái trường hợp như vậy. Bây giờ các bạn xuống ở dưới đây. Có một, fuku ni aukasa ga hoshii toki, lúc mà muốn có cái ô hợp với trang phục, sai, không đề cập. Câu hai, ki ni ita kasa ga mitsukatta toki, khi mà tìm thấy cái ô mà mình thích. Ki ni iru là thích, sai. Câu ba, tsukatte ita kasa ga kowarete shimatta toki, khi cái ô mình dùng bị hỏng, sai luôn, không đề cập đến đoạn trên. Kyu ni ame ni furarete kasa ga hitsuyo ni natta toki, khi mà đột nhiên bị mưa và khi cần ô, chính xác đúng không? Ở đây còn có cái biểu hiện đồng nghĩa là kyu ni, giống cái từ totsuzen ở trên. Các bạn để ý các biểu hiện đồng nghĩa nha, rất là quan trọng. Đấy, như vậy đáp án đúng đây phải là đáp án số 4. Đó là nhân vật tôi mua ô khi đó. Đúng rồi. Thời gian vẫn như cũ chứ không có thay đổi đâu các bạn nhá. Nó tính cả thời gian để check thông tin thôi. À nhớ rồi, lần trước các bạn N2 cũng hỏi sensei tại sao lại thời gian lại như vậy, tính cả thời gian check các thứ đấy. Chứ thời gian làm bài vẫn là 30 phút và 70 phút. Tiếp theo câu 29. Câu 29 là chōsa niyoru to kasa o kau toki dansei to josei ga mottomo taisetsu ni shiteiru koto wa nani ka. Đó là theo cái điều tra ấy, thì khi mua ô, nam giới và nữ giới ấy, người ta chú trọng nhất cái điều gì. Thì ở đây các bạn thấy là có cái từ chô xạ này được gạch chân này. Rồi thì nam giới, nữ giới và cái từ một tô mộ. Thì các bạn sẽ tìm thông tin như nào một cách nhanh nhất. Các bạn lên đây các bạn thấy có cái từ chô xạ ở đoạn này, đúng không? Các bạn thấy nhá, đọc lướt này thấy có dô xê này. Đấy, một tô mộ chính là ichi bằng ô cự. Như vậy nữ nó sẽ nhiều nhất là cái gì? Là cái iro ya gara. Đấy, iro là màu sắc, gara là họa tiết, hoa văn. Vậy nữ giới nó sẽ là cái đấy. Vậy nam giới, nam giới người ta liệt kê tiếp ở dưới đây. Nam giới nhiều nhất là cái gì? Nam giới nhiều nhất là yasui. Cái độ rẻ, cái việc cái ô đấy rẻ hay không. Đấy, là cái này nhiều xong mới đến cái đằng sau này. Như vậy các bạn đã tìm được đáp án rồi. Câu 1 nhá, cả nam và nữ đều là rẻ, sai, không phải. Câu 2, nữ giới là màu sắc và họa tiết, hoa văn, nam giới là rẻ, chính xác. Câu 3, nữ giới vế một đúng nhưng vế sau nam giới là khó hỏng. Thì là cái tiếp theo chứ không phải là cái nhất. Đấy, nó là một tô mộ cơ. Như vậy cái câu 3 là câu sai ở vế sau. Khi mà làm bài thì các bạn chú ý là gạch đi những cái phần thông tin sai. Câu 4, nữ giới là nhẹ và nam giới khó hỏng. Cái này cả hai vế đều sai luôn. Đấy, như vậy đúng ở đây sẽ là nhi bằng. Được chưa? Tiếp theo này, câu số 30. Watashi wa Nihon de kasa ga yoku ureru no wa naze da to kangaete iru ka. Nhân vật tôi nghĩ rằng tại sao ở Nhật ô lại bán chạy. Đấy, câu hỏi tại sao đúng không? Và nội dung là tại sao lại bán chạy. 1, 2, 3, 4, câu này có thể là nhiều bạn sẽ bị sai. Đấy, bởi vì có một đáp án nó hơi dễ nhầm với lại cái đáp án đúng nhá. Rồi, bây giờ dù sao chúng ta cũng sẽ cần phải đọc để nắm được nội dung. Sensei sẽ dịch qua một chút cho các bạn này. Nihon de wa ichi ne ni ichi oku
3000万本の傘が売れるそうだ. Ở Nhật ấy, nghe nói là một năm người ta bán được 100 triệu và 30 triệu à? 130 triệu. Ở Nhật nghe nói là người ta bán một năm người ta bán được 130 triệu cái ô. Jinko ga 1億 3000万人 da kara 毎年1人 ga 1本 no kasa o katteiru keisan ni naru. Bởi vì dân số Nhật Bản là 130 triệu người, cho nên là người ta tính toán được là mỗi năm ấy một người sẽ mua một cái ô. Naze konani ureru no daru ka. Vậy thì ngay đầu tiên người ta đã đặt dấu hỏi là tại sao lại bán chạy như thế. Vậy thì toàn bộ cái đoạn đằng sau sẽ là giải thích cho nó, đúng không? Sau này các bạn học lên N2 nó sẽ có cái câu này gọi là câu hỏi đề cập đến vấn đề chủ chốt của bài nhá. Đấy, đoạn sau nó sẽ giải thích toàn bộ cho cái câu hỏi này. À, vậy thì tại sao lại bán chạy như thế này, lại như vậy, bán chạy như vậy? À, tôi ấy thì quả nhiên là tôi cũng hay mua ô. Những lúc mà đang ra ngoài đột xuất bị mưa hay là thì tôi sẽ mua ô ở cái combini gần đó. Cũng có lúc tôi để quên trên tàu điện và tôi phải mua ô mới. Và tôi cũng luôn luôn đặt một số cái ô ở trong ô tô cũng như là ở công ty để dù có bất kỳ lúc nào mưa tôi cũng gì nhỉ, tôi cũng không gặp rắc rối gì, không gặp khó khăn gì. Đấy, như vậy là ngay đầu tiên là nhân vật tôi đã rất là hay mua ô rồi. Đấy là một trong những lý do. Tiếp theo, theo một cuộc điều tra này, aru chousa ni yoru to nihonjin wa hitori heikin 4.48本の傘を持っているそうだ. Theo một cuộc điều tra ấy thì nghe nói là người Nhật một người bình quân là sở hữu có 4.48 triệu cái ô. Kau toki ni daiji ni shite iru te nitsuite josei wa iro ya gara という答えが一番多く karu i koto yasu i koto ga tsuzuku. À, về cái điểm mà người ta chú trọng khi mua ô thì nữ giới trả lời nhiều nhất đó là màu sắc và họa tiết. Tiếp theo là cái gì nhỉ? Cái độ rẻ và cái độ nhẹ nhá. Là cái việc cái ô đấy nhẹ nhẹ hay không, rẻ hay không. Fuku ni awaseru tame ni 10本 ijo motteiru という人もいた. Nghe nói à, có những người ấy, cũng có những người mà có tận hơn 10 cái ô để gì nhỉ? Để phù hợp với lại để làm phù hợp với lại quần áo của họ. Tsumari fashion ni awasete kasa o katteiru no da. Tức là có nghĩa là họ đang mua ô để gì? Để cho hợp với phong cách thời trang của họ. Fashion là thời trang nhé. Ippo, mặt khác nam giới này. Ippo danse wa sugu nakushite yoku kau kara ka. Các bạn lưu đây có cái biểu hiện là karaka. Bình thường nếu là vứt cái chữ ka này đi ấy, thì nó là vì. Nhưng mà karaka ấy, nó là không biết có phải vì. Thế nhưng nam giới không biết có phải vì là hay mua bởi vì là hay đánh mất hay không. Mà người ta lại chú trọng cái nhiều nhất lại là cái rẻ. Tiếp theo mới là cái gì đấy? Cái nhẹ và khó bị hỏng. Đó. Kono yona koto kangeru to naruhodo. 1年に 1億3000万本 の傘が売れるという話も納得できる. Và suy nghĩ đến những điều này thì à, tôi đã hiểu được cái câu chuyện là tại sao một năm người ta bán được những 130 triệu cái ô. Đấy, được chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ xem nhé, lý do tại sao là người ta lại bán chạy như vậy. Câu 1 này, Konbini nado de yasuku kaeru no de nakushitemo sagasu hito ga amari inai kara. Bởi vì là ở combini người ta bởi vì có thể mua rất là rẻ trong combini cho nên là không có mấy người tìm khi làm mất. Đây là điều sai, không có chỗ nào nói là không có người tìm khi làm mất. Loại. Câu 2. Wasuretari shite nankai mo kau hito ya iroro na kasa o nanbon mo motsu hito ga iru kara. Bởi vì ấy có những người họ mua ô rất là nhiều lần bởi vì họ để quên. Rồi thì có những người mà họ có rất là nhiều cái ô. Rõ ràng là các bạn thấy rằng là gì đấy? Ở trên đây người ta trình bày hai đoạn, đúng nhỉ? Đoạn thứ nhất là nói về cái việc nhân vật tôi là một ví dụ điển hình là cái nhân vật mà hay để quên và hay mua. Đoạn thứ hai là gì? Có những người có rất nhiều ô để phù hợp với lại trang phục của họ. Chính vì vậy, đáp án đúng chúng ta phải là đáp án số 2 nhá.
Lý do mà bán chạy ấy là bởi vì là người ta hay quên cho nên người ta mua nhiều, hoặc có người là mua rất là nhiều ô để cho phù hợp với lại thời trang của họ. Nhưng mà có bạn sẽ lựa chọn sang đáp án số 3 bởi vì nghe có vẻ nó hơi đúng này. Irorona iro irorona iro ya gara ya gara no kasa ya yasukute karui kasa ga takusan urarete iru kara. Bởi vì sao? Bởi vì ấy những cái gì nhỉ? Những cái ô nhẹ và rẻ, rồi thì những cái ô mà có họa tiết và màu nhiều màu sắc đang được bán chạy. Đây không phải là cái lý do mà ô bán chạy. Đây là thực trạng, tình hình là đang như vậy, có phải là nguyên nhân của vấn đề đâu, đúng không? Đây là jijitsu, đây là sự thực nhá. Người ta đang hỏi là nguyên nhân tại sao ô ở Nhật lại bán chạy thì phải là do người ta mua nhiều, người ta để quên, chứ không phải là do có những cái ô này nên là bán chạy. Loại. Mặc dù cái câu đáp án này có thể là sẽ có bạn chọn. Câu số 4. Kasa ga totemo kogare yasui no de maitoshi hitori ga ippon no kasa o atarashiku kau kara. Bởi vì gì? Bởi vì ô rất là dễ hỏng, cho nên là mỗi năm ấy, mỗi người sẽ mua mới một cái ô. À, không đúng nhá, không có chỗ nào viết là ô dễ hỏng và mỗi năm người ta sẽ mua một cái ô. Được chưa? Như vậy là đáp án đúng chúng ta sẽ phải là đáp án đâu? Đáp án số 2. Phạm Hương, em không phân vân đâu, rõ là hai mà. Hương ấy đấy là em thôi, chứ nhiều bạn xin chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ là ba đấy. Bởi vì dù sao đây cũng là một trong những câu khó của đề đọc hiểu lần này. Cái câu số 30 ấy, có thể là các bạn có thể chọn được ngay. Thế nhưng mà không hẳn là người khác cũng sẽ chọn được ngay như các bạn. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo. Bài về máy bay. Có bạn nào thấy bài này, bài về máy bay khó hơn không? Khi nào xin chữa N2? N2 thứ 7 em nhá. Anh Trung Văn, bài này em sai một câu. Rồi chúng ta chữa tiếp bài này nhá. Hương ơi, ra cho bọn chị học với lên N1 mà học đi. Rồi chúng ta sang bài đọc này này. Đây là bài đọc chung thứ hai. Có thể là nhiều bạn sẽ thấy bài này khó hơn bài trước. Chúng ta cùng xem nhé. Câu đầu tiên, người ta gạch chân cái từ là doyukoto. Cái gì nhỉ? Cái điều đó có nghĩa là sao? Đấy, một cái thái độ rất là, các bạn phải hiểu được ý của câu này là nó đã diễn tả điều gì, đang diễn tả cái thái độ ngạc nhiên. Vậy thì câu hỏi này, doyukoto tomotta no wa doushite ka, lý do tại sao người ta lại nghĩ là điều đó là sao, đúng không? Vậy thì chắc chắn nó phải liên quan đến cái đoạn trước này. Đấy, cái phần gạch chân nhá. Bây giờ các bạn sẽ xem đằng trước. Senjitsu hikoki de Osaka e ikimashita. Mấy hôm trước thì tôi đã đi máy bay đến Osaka. Sono hi wa tenki ga waruku. Asa kara ame deshita ga kūkō no shuppatsu lobby ni iru to hikoki no kichō rashii hito tachi no kyō no tenki wa ii ne. Yokatta desu ne. という会話が耳に入ってきました。Thời tiết hôm đó ấy thì rất là xấu, rất là tệ. Từ sáng mưa suốt từ sáng. Nhưng mà, các bạn thấy có cái từ nhưng nhá, là cái từ rất là quan trọng khi thể hiện mạch của đoạn văn này. Người ta đang nói là thời tiết rất xấu đúng không? Mưa từ sáng. Nhưng mà này, cái lúc mà tôi ở đâu? Cái lúc mà tôi ở cái sảnh xuất phát của sân bay ấy thì sao? Thì tôi mimini hairu, vào tai tôi cái đoạn hội thoại, tôi nghe được cái đoạn hội thoại là nội dung như sau. Những cái người mà gì à, có vẻ như là cơ trưởng, đây là chữ cơ và chữ trưởng này, những người có vẻ là cơ trưởng của cái máy bay đấy ấy, họ nói thấy tôi hôm nay đẹp nhờ. Đúng rồi, thật là tuyệt đó. Thì đây chính là cái nguyên nhân tại sao nhân vật tôi lại ngớ người ra. Bởi vì sao? Bởi vì với tôi đây là một thời tiết xấu, mưa từ sáng mà người ta lại nói là đẹp.
Vậy thì các bạn sẽ xem ý nào là như vậy. Câu 1 này. 出発時間が近いのに 機長たちがまだ 出発ロビーにいたから. Bởi vì là cái thời gian xuất phát đã cận kề rồi, ấy vậy mà mấy ông cơ trưởng này còn vẫn đứng ở cái sảnh xuất phát. Sai đúng không? Đấy. Câu này sai nhá, không phải là đến sắp đến giờ xuất phát mà gì nhỉ? Mà cơ trưởng vẫn còn ở đây đâu. Đây không phải là nguyên nhân khiến người ta cảm thấy như vậy. Câu số 2. Kicho na no ni ame ga futteru koto ni kizuite inakatta kara. Bởi vì là cơ trưởng vậy mà lại không có nhận ra rằng trời đang mưa. Sai, cũng không phải là cơ trưởng mà không nhận ra trời đang mưa. Các bạn chắc là nhiều bạn sẽ đọc và thấy nói là à mấy ông này đang nói là à hôm nay thời tiết đẹp nhỉ và nghĩ rằng là ông không nhận ra trời đang mưa đúng không? Đấy, nhưng mà bởi vì các bạn không hiểu được cái ý đồ thực sự thôi. Tiếp theo câu số 3 này. Ame no hi ni kyou no tenki wa ii ne という kotoba o kita kara. Bởi vì nghe được cái câu gọi là hôm nay thời tiết đẹp nhỉ trong một ngày mưa. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án 3. Đúng không? Trong một ngày mưa, ở trên người ta nói là gì? Thời tiết tệ, mưa từ sáng. Vậy đối với người này là một cái ấn tượng không tốt. Vậy mà lại nghe được cái từ gọi là hôm nay thời tiết đẹp. Đấy mới là đáp án đúng nhá. Còn câu 2 ấy, không phải là mấy ông này không nhận ra là trời mưa đâu. Các ông biết trời mưa. Nhưng mà đối với lại máy bay ấy, thì cái việc mưa đấy nó không ảnh hưởng nhiều. Đấy, do vậy là 2 là sai. Câu 4. Kyo no tenki wa ii ne という kotoba ni taisuru henji ga hen datta kara. Bởi vì cái lời phản hồi đối với câu nói là Kyo no tenki wa ii ne là bị okashi, bị hen. Đây là điều sai. Cái henji ấy, cái câu henji này chính là cái câu e yokata desu ne này. Không có chỗ nào nói câu này hen cả. Do vậy là đáp án số 4 cũng là sai. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là 3. Lý do mà nhân vật tôi ngớ người ra bảo là điều này là sao ta? Đúng nhỉ? Là bởi vì sao ngày mưa lại được nghe cái câu gọi là hôm nay thời tiết đẹp. Đúng là 3 nhá. Tiếp theo này. Watashi ga kūkō no hito ni kite wakatta koto wa dore ka. Sau khi tôi hỏi người ở sân bay thì điều mà nhân vật tôi hiểu ra là gì? 1 2 3 4 thì các bạn lại tìm cái thông tin ở đoạn đấy, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, ở đằng sau nó có luôn nhá. Kini natta watashi wa shupatsu o matsu aida ni kūkō no hito ni kite mimashita. Tôi rất là chú ý, tôi rất là để ý đến điều đó, băn khoăn cái điều đó. Và trong lúc mà chờ xuất phát ấy, tôi đã thử hỏi người ở sân bay. Và đoạn sau đây sẽ là đoạn thông tin người ta trình bày thêm này các bạn này. Đoạn này là đoạn thông tin người ta đưa ra nhá. Jitsu wa hikōki wa ame no eikyō wa sore hodo ukenai no da so desu. Thực ra là ấy, cái máy bay, so desu là nghe nói này. Thực ra là cái máy bay ấy nó không có chịu ảnh hưởng của mưa như vậy. Đấy. Thế này, đúng không? Cái máy bay nó không có chịu ảnh hưởng nhiều của mưa như thế. Hikōki wa shupatsu shite shibaraku suruto kumo no ue ni demasu ga soko wa harete iru kara desu. Đuôi câu là kara desu là vì nhá, người ta giải thích cho cái lý do tại sao máy bay lại không chịu ảnh hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, máy bay này xuất phát được một lúc. Shibaraku suruto, máy bay sau khi xuất phát được một lúc ấy thì nó sẽ đi lên trên những cái đám mây. Kumo là đám mây. Được chưa? Mà máy bay sau khi mà nó xuất phát, nó sẽ đi lên những đám mây. Và ở những cái đám mây đó ấy, thì trời rất là nắng, rất là đẹp. Thì các bạn hình dung ra là, đây gọi là vẽ sơ đồ nhỉ. Cho các bạn là có thể có bạn, có một số bạn không hiểu. Chẳng hạn như nhá, đây là gì đây? Đây là mây đúng không? Đây là trời mưa nhá, trời mưa này, trời mưa này, trời mưa này. Đấy. Thì cái máy bay ấy, đầu tiên nó bay ở dưới đây đúng không? Thì trời đang mưa, nó bay ở thấp. Trời đang mưa thì nó ảnh hưởng. Thế nhưng mà ấy, một lúc sau ấy là nó sao? Từ đây nó lên đây. Thì trên đây là trời làm sao? Trời nắng thì không bị ảnh hưởng gì. Đấy, đấy là lý do của cái câu giải thích này. Sau khi máy bay đi ra khỏi những đám mây thì chỗ trên đám mây là trời nắng rất là đẹp. Shitagatte ame ni chuui ga hitsuyō na no wa kūkō chikaku de hikui tokoro o tonde iru aida dake de hikōki ga omo ni chuui shinakureba naranai no wa
Joku no kaze no tsuyosa nano desu. Câu rất dài, ngắt ra để dịch nhé, không thì các bạn sẽ rất khó để dịch. Đây, shitagatte là theo đó, vì vậy, do đó. Từ nối, những cái liên từ này rất là quan trọng đây này. Theo đó ấy, cái gì nhỉ? Cái lúc, cái từ noa này, vậy thì cái từ no này nó thay cho cái từ gì? Nó thay cho cái từ toki, bởi vì đằng sau đây là aida này, khoảng thời gian này. À vậy thì theo đó ấy, cái lúc mà cần phải chú ý đến mưa, cái khoảng thời gian mà cần phải chú ý đến mưa ấy, chỉ cái khi mà bay ở gần sân bay, bay ở gần chỗ thấp gần sân bay thôi. Khoanh chỗ này lại nhé, bởi vì chỗ này quan trọng, có thể là bị nhầm lẫn này. Được chưa? Cái thời gian, cái khoảng thời gian mà cần chú ý đến mưa ấy, chỉ cái lúc mà bay ở cái gì nhỉ? Ở cái mặt đất thấp gần sân bay thôi. Và ấy, cái điều mà cái máy bay phải chú ý nhiều hơn, omoni là chủ yếu, quan trọng hơn, then chốt hơn là gì? Là cái độ mạnh của gió ở gì? Ở phía trên bầu trời, ở trên tầng cao của bầu trời. Đó. Joku no jōhō o shiru tame no tokubetsu na tenki zu mo ari. Kicho to semonka ga sore ra o minagara sōdan shi, dekiru dake kaze no eiki o uke nai kōsu ni kimeru sō desu. Cũng lại là một câu dài hơn cả sông Volga. Các bạn lại phải tách ra để viết, để dịch nhá. Đấy, nếu muốn dịch là gì nhỉ? Có gì đây? Có những cái tenki zu, tenki là thời tiết, zu là bản đồ. Có những cái bản đồ, sơ đồ thời tiết đặc biệt để biết được cái tình hình thời tiết, biết được cái thông tin ở phía trên gì đây nhỉ? Phía trên cái bầu trời cao đó. Ý là ở trên tầng cao của bầu trời ấy. Đấy, trên đấy là gió mạnh hay yếu các thứ, là sẽ có một cái sơ đồ thời tiết để biết. Và gì? Và các kỳ trồ, các cơ trưởng cũng như là các chuyên gia sẽ làm gì? Sẽ nhìn cái đó, vừa nhìn cái đó vừa trao đổi bàn bạc với nhau. Sorera ở đây là chính là cái bản đồ nhá, cái sơ đồ nhá. Đây. Tenki zu. Đấy, họ sẽ nhìn cái bản đồ đó để họ trao đổi với nhau và họ sẽ quyết định ra một cái course, một cái chặng bay. Họ sẽ quyết định ra một cái chặng bay mà không chịu ảnh hưởng của cái gió nhất có thể. Kyō no tenki wa ii ne no imi mo wakari. Imamade shiranakatta koto o shirukoto mo deki. Kimochi yoku hikouki ni noru koto ga dekimashita. Và gì đây? À, tôi hiểu được ý nghĩa của cái từ Kyō no tenki wa ii ne rồi. Tôi hiểu được ý nghĩa của cái câu gọi là thời tiết hôm nay đẹp nhỉ rồi. À, và tôi cũng biết được những cái điều mà trước đây mình chưa từng biết rồi. Và tôi có thể rất là yên tâm đi lên máy bay. Vậy thì câu 32. Cái điều mà tôi hiểu ra khi hỏi họ là gì? Các bạn xem nhá. Kūko chikaku de wa hikōki wa jibun ga omotte ita yori hikui tokoro o tobu koto. Điều đầu tiên đó là ở gần sân bay ấy, máy bay nó bay ở cái chỗ thấp hơn mình nghĩ. Đây là chắc chắn là sai đúng không? Không hề nói là ở gần sân bay thì cái máy bay nó bay thấp hơn mình nghĩ. Người ta không nghĩ là cái máy bay ở gần sân bay nó bay thấp nhá. Do vậy câu này sẽ bị sai. Câu 2. Kūko chikaku o tonde iru toki wa kicho wa amari ame ni chūshinakute mo ii koto. Là gì nhỉ? Khi mà bay ở gần sân bay ấy thì cơ trưởng không cần phải chú ý đến mưa. Đây là điều sai. Chúng ta có rồi. Khi mà bay ở gần sân bay thì làm sao? Phải chú ý đến mưa. Đấy. Cho nên nói là bay gần sân bay mà không chú ý đến mưa là chigai imasu. Loại. Đi thi các bạn được nháp, thoải mái vào đề, được chưa? Vẽ hiêu, vẽ vượn gì cũng được. Nhưng mà thôi dành thời gian vẽ hiêu, vẽ vượn để nháp. Chỗ nào tìm thấy thông tin quan trọng thì đánh dấu vào. Câu 3 này. Hikōki no kōsu o kimeru toki ni tsukau tokubetsu na tenki zu ga aru koto. Đấy là có một cái tenki zu, một cái sơ đồ thời tiết đặc biệt sử dụng khi quyết định chặng bay. Chính xác luôn. Các bạn đúng là số 3. Tiếp theo này, câu số 4. Hikōki no kōsu wa kicho ga hitori de kimete iru koto. Là gì nhỉ? Cái chặng bay ấy thì người cơ trưởng là người quyết định một mình. Đây là câu sai đúng không? Rõ ràng là cái chặng bay này do ai quyết định? Do cả semonka nữa nhá. Do cả những người chuyên gia nữa.
Đấy, như vậy đáp án đúng của câu số 32 phải là đáp án số 3. Cái điều mà nhân vật tôi hiểu ra đấy là người ta sử dụng cái sơ đồ thời tiết đặc biệt khi mà quyết định chặng bay, chứ không phải là những đáp án còn lại. Tiếp theo câu số 33. Kicho ta chi ga itteita kyō no tenki wa ii ne wa dōyū imi datta ka? Vậy thì cái câu nói hôm nay thời tiết đẹp nhỉ của cơ trưởng nó mang ý nghĩa gì? Các bạn sẽ phải hiểu được cái ý nghĩa của cơ trưởng câu đó đúng không? Một nhá, hôm nay thì trời gì ấy, mōsu amegayamu, mưa sắp tạnh rồi. À, mưa không bị ảnh hưởng đến mức vậy, do vậy là không liên quan đến mưa, loại. Câu 2, mưa hôm nay trời không mưa, loại luôn, rõ ràng là trời đang mưa. Câu 3, kyō wa kumo no ue wa kaze ga tsuyoi, hôm nay ấy, ở phía trên mây gió rất là mạnh. Sai, người ta bảo là sao? Người ta bảo gì nhỉ? Đây, cái điều phải chú ý nhất là cái độ mạnh của gió ở phía phần phía trên bầu trời, phần phía trên mây. Như vậy là thời tiết đẹp thì phải gió phải làm sao? Phải không mạnh. Đấy, câu 4 là gì nhỉ? Kyō wa kumo no ue wa kaze ga tsuyoku nai. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là 4 nhé. Thời tiết đẹp ở đây phải liên quan đến gió chứ không phải là mưa. Như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề, cái bài đọc chung thứ hai. Tiếp theo bài đọc chung thứ 3. À xin lỗi, bài đọc dài. Sang bài đọc dài sang bài trường văn rồi. Câu 34 này. Hontō ni odoroita odoroite shimatta to aru ga tatoeba donna koto ni odoroita no ka. Có viết một câu đấy là tôi đã thực sự rất là ngạc nhiên. Vậy ví dụ tôi ngạc nhiên với điều gì? Lại là một câu hỏi ví dụ đúng không? Thì các bạn sẽ lên cái chỗ gạch chân đó. Với câu gạch chân thì các bạn lên cái chỗ gạch chân. Các bạn thấy nó ở cuối cùng của cái đoạn đấy. Vậy thì chắc chắn là cái điều mà người ta ngạc nhiên đấy nó sẽ ở phần trước. Thì các bạn đọc thử nhá. À, mazu kizuita no wa oto da. Đầu tiên ấy, cái mà tôi nhận ra đấy là cái âm thanh. Ongaku nagarete iru shi oshaberi o shiteru hito mo iru. Người ta bật nhạc này, có nhạc được bật này, và cũng có những người nói chuyện. Soshite kannai ni kafe mo dekite ite kohi o nominagara hon o yonde iru hito mo iru. Thêm nữa, kannai là ở trong cái khuôn viên của cái thư viện đó. Hơn nữa, ở trong khuôn viên của thư viện đó ấy, có quán cà phê. Và mọi người vừa có những người vừa uống cà phê vừa đọc sách. Tôi thực sự rất là ngạc nhiên. Vậy thì tôi ngạc nhiên với những cái điều này. Được chưa? Đó là bật nhạc, đó là có người nói chuyện, đó là có quán cà phê bên trong. Và gì? Và người ta đọc sách, uống cà phê nhá. Thế nhưng mà ở dưới ấy, chắc chắn là người ta sẽ chỉ để một đáp án đúng thôi. Còn lại người ta cài cắm, người ta thay đổi thông tin, không phải là đáp án chính xác. Ví dụ câu số 1. Toshokan ga mae to wa chigau basho ni taterarete ita koto. Đó là cái việc cái thư viện ấy nó được xây ở cái địa điểm khác trước đây. Đây là điều sai. Không phải cái thư viện này được xây ở địa điểm khác trước đây, nó vẫn ở đấy thôi. Câu 2. Toshokan no naka ni ongaku ga nagarete ita koto là bởi vì ở trong thư viện đang bật nhạc. Thấy trùng khớp chưa? Đây. Như vậy đây là một trong những lý do chính xác luôn. Vậy thì có thể sẽ hai sẽ đúng, xem tiếp những cái câu kia. Toshokan no naka de dare mo oshaberi o shite inai koto. Trong thư viện không có ai nói chuyện. Sai, người ta nói chuyện nhiều. Câu 3, câu 4. Toshokan ga kafe ni kawatte ita koto. Cái thư viện đã biến thành quán cà phê. Chắc là nhiều bạn chọn 4 đúng không? Không phải thư viện biến thành quán cà phê. Nhá. A biến thành B ấy, là không còn A nữa. Chỉ là B thôi. Nhưng câu này là ở trong thư viện người ta mở một cái quán cà phê nhỏ ở nội bộ, ở trong. Nói là cái thư viện biến thành quán cà phê là sai. Như vậy đúng ở đây phải là số 2. Ni bằng. Tiếp theo câu số 35. Toshokan no hito niyoru to kono toshokan wa dono yo na kangae de kaerareta no ka. Theo người của thư viện thì cái thư viện này ấy, đấy, theo người của thư viện này thì cái thư viện này người ta đã thay đổi với cái suy nghĩ như thế nào? Vậy thì chắc chắn là liên quan đến đoạn nói chuyện với người ở trong thư viện đúng không? Thay đổi với suy nghĩ như nào vậy? Bây giờ bạn lên đây các bạn xem. Có này.
Đây, nhân vật tôi nói nhân vật tôi mượn sách và hỏi đúng không? Hon o kariru toki kakarini ni hisashiburi ni kitara zuibun kawatte ite bikkuri shite shimaimashita. À, lâu lắm rồi tôi mới đến mà thay đổi gì nhỉ? Lâu lắm rồi tôi mới đến mà thay đổi thật là khủng khiếp đúng không? Tôi thực sự rất là ngạc nhiên. Đấy, tôi thực sự rất là giật mình. Thì nhá, cái người đó người ta mới nói, người ta mới hanashite kureta. Te kureta là người khác làm gì cho mình. Vậy thì cái nội dung khi mà người ta nói chuyện ấy, đấy, sẽ là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý. Các bạn sẽ tìm lọc thông tin từ đây. Thì các bạn sẽ đọc thử cái đoạn này này. So nan desu yo. Fudan amari hon o yomanai hito tachi ni mo kite hoshii toyukoto de konna kanji ni kaeru koto ni nattan desu. Đây các bạn thấy có cô tố đệ là vì cái điều đó, vậy thì đây là nguyên nhân. Đó là sao? Đó là người ta đã thay đổi, người ta đã quyết định thay đổi sang cái kiểu này ấy với cái suy nghĩ gì? Với suy nghĩ là ngữ pháp tehoshi này là ngữ pháp mà muốn đối phương làm gì. Vậy thì chúng tôi mong muốn những người mà làm sao mà bình thường không đọc sách đến nhá. À ừ đúng rồi, chúng tôi muốn những người mà bình thường không có đọc sách đến nữa. Cho nên chúng tôi đã đổi sang kiểu như thế này đó. Sore ni heikan jikan o osoku shita no de shigoto no kaeri ni kuru kata mo fuetan desu yo. Thêm nữa ấy, chúng tôi đã làm muộn cái giờ đóng cửa của thư viện. Cho nên là những cái khách hàng đúng nhỉ, đang tăng lên những khách hàng mà về mà đến đây vào cái giờ tan làm nhá, vào cái giờ đi làm về. Bây giờ các bạn sẽ xem đáp án. Câu 1. Toshokan no naka ni kafe o tsukute toshokan no shuniu o fuyashitai. Đó là tạo một cái quán cà phê ở trong thư viện và mong muốn là làm tăng thu nhập cho thư viện. Đây là điều sai. Không có chỗ nào nói là làm tăng thu nhập hết. Các bạn sẽ loại cái này. Các bạn không được suy diễn nhá. Đừng có nghĩ là người ta lập quán cà phê để bán cà phê để tăng thu nhập. Đấy. Các bạn suy diễn như thế này thì sau này các bạn có học lên N2, N1 thì sẽ rất là dễ bị sai. Bởi vì người ta còn cài cắm những cái thông tin cực kỳ dễ suy diễn nữa. Câu số 2. Toshokan zentai o ochitsuita shizuka na kankyo ni shite ryōsha o fuyashitai. Người ta muốn gì đấy? Người ta muốn biến cái thư viện thành một cái môi trường mà gì nhỉ? Người ta muốn biến toàn thể cái thư viện, tổng thể cái thư viện thành một nơi, một cái môi trường mà yên tĩnh và ochitsuita và rất là bình lặng. Đấy, sai nhá, bật nhạc rồi người nói chuyện thì không thể nào mà biến thành một nơi như thế này được. Đây là trước đây. Cái bình tĩnh yên lặng này là ngày xưa. Cái thư viện ngày xưa nó mới như vậy. Làm tăng, muốn làm tăng. Muốn làm tăng thì đúng rồi, nhưng mà bảo là muốn biến cái thư viện thành một nơi yên tĩnh là sai. Câu số 3. Toshokan no heikan jikan o kaete. Sōchō shika korarenai hito ni mo kite moraitai. Là gì? Gì đây? Muốn thay đổi cái thời gian đóng cửa của thư viện. Đấy. Thay đổi thời gian đóng cửa của thư viện thì về đầu tiên đúng, nhưng về sau này. Đây là sáng sớm nhá. Được chưa? Sáng sớm. Shika nai là chỉ có thể đến. Muốn những người mà chỉ có thể đến vào sáng sớm đến nữa. Ở trên này đâu có phải là, các bạn thấy rõ ràng là đâu có phải là muốn những người mà chỉ có thể đến vào sáng sớm đến đâu. Người ta muốn gì? Người ta muốn những người mà bình thường không có đọc sách đến. Tức là những cái đối tượng không phải chỉ dành cho những người thích đọc sách. Thứ hai là gì? Là những cái người mà đến sau giờ làm việc, tức là buổi tối. Ở đây lại nói là gì? Ở đây lại nói là những người chỉ có thể đến vào buổi sáng. Là sai. Như vậy là câu 3 là bị sai chỗ này. Nếu mà câu số 3 sửa thành là muốn những người mà sau khi đi làm về muộn đến ấy thì đúng. Nhưng mà như này là sai. Câu số 4 này. Toshokan o motto mizika na basho ni shite imamade korarenai hito ni mo kite moraitai. Muốn biến thư viện thành một nơi mizika, một nơi gần gũi. Mizika là gần gũi nhá, thân cận đấy. Muốn biến cái thư viện thành một nơi gần gũi hơn nữa.
Và muốn gì đấy? Muốn những cái người mà từ trước đến nay họ không thể đến được đến. Chính xác là 4, đúng không? Trùng khớp luôn. Đáp án đúng ở đây là yom bằng. Câu này có vẻ nhiều bạn sai nhỉ? Thấy các bạn nãy giờ toàn comment là 3 với lại 2. Không phải 3 với 2 đâu. Phải là 4 mới đúng. Tiếp theo câu 36. Watashi wa mae no toshokan to ima no toshokan o kurabete dou omotte iru ka. Nhân vật tôi ấy thì so sánh cái thư viện trước đây và bây giờ thì sao? Thì nghĩ như thế nào? À, rõ ràng thì các bạn đọc tiếp các bạn sẽ thấy là người ta thể hiện cái đó đúng không? Người ta thích cái nào hơn? Đây chúng ta xem nhá. Tashikani minna tanoshisou ni jikan o sugoshiteita. Quả thực ấy là mọi người đang gì đây nhỉ? Mọi người đang cùng nhau tận hưởng những quãng thời gian rất là vui vẻ. Koyu toshokan nara sore hodo hon ga suki de nai, suki de wa nai hito mo kiyasuku natte hon ni kyomi o motsu hito mo fuete iku daro. Là gì đấy? Là à, nếu như là một cái thư viện như thế này ấy, thì những cái người mà không có thích sách mấy, người ta cũng sẽ đến dễ đến hơn, và có thể là người ta sẽ bắt đầu làm sao? Người ta sẽ có cái hứng thú, có cái sự yêu thích, sự quan tâm đến sách nhiều hơn. Đà ngà toshokan zentai ni nagarete ita ano ochitsuita shizukana kuki wa naku natte shimatta. Là sao nhỉ? Thế nhưng mà ấy, với một cái bầu không khí gì đây nhỉ? Cái bầu không khí yên tĩnh đấy, cái bầu không khí yên tĩnh và trầm lắng trước đây đã biến mất rồi nhá. Toàn thể thư viện bật nhạc như thế này thì cái bầu không khí yên tĩnh và trầm lắng trước đây đã nateshimata. Khi mà người ta dùng teshimata ấy thì thể hiện cái sự tiếc nuối, tức là người ta không có thích cái điều đó, người ta đang tiếc nuối cái việc cái sự yên tĩnh này bị mất, đúng chưa? Kono toshokan ni mo shizuka ni hon o yomita hito no tame no heya ga yoi sarete iru sou da ga watashi wa yahari toshokan という basho wa shizuka de ochitsuita basho de atte hoshii to omou no da. Nghe nói là cái thư viện này ấy, nó cũng chuẩn bị những cái phòng dành cho những người mà muốn đọc sách trong yên lặng, trong yên tĩnh. Thế nhưng mà người ta chốt lại bằng từ nhưng, đúng không? Thế nhưng mà tôi làm sao nhỉ? Tôi thì nghĩ nhá, tôi thì này, tôi lại nghĩ, tôi lại muốn cái nơi gọi là thư viện ấy phải là một nơi. Bình thường các bạn hay được học ngữ pháp là ngữ pháp tehoshi, đúng không? Là muốn ai đó làm gì thì ngoài ngữ pháp là động từ cộng tehoshi, động từ thể te cộng hoshi, còn có thể là tính từ hoặc là danh từ chia dạng là de atehoshi, tức là muốn đó là một thứ như vậy. Thì tôi ấy, thực sự là tôi muốn cái nơi gọi là thư viện nó phải là một nơi mà gì đấy, à, yên lặng và gì đấy, và trầm lắng, yên tĩnh, tĩnh lặng. Như vậy thì nhân vật tôi là thích cái nào? Một này, thích cái trước đây hơn bây giờ. À, chính xác đúng không? Thích cái trước đây hơn bây giờ nhá. Câu hai là gì đấy? Thích cái bây giờ hơn trước đây. Các bạn để ý cái từ yori ấy, có thể là nhiều bạn hiểu được nhưng mà lại không chọn được, bởi vì là không biết là cái nào hơn cái nào, đúng không? Thì cái nó sẽ là gì nhỉ? Cái đằng sau này hơn cái đằng trước này. Đấy, thích cái này hơn, có mức độ hơn. Câu số 3 là gì? Thích như nhau. Câu số 3 là cả cái thư viện ngày trước lẫn bây giờ đều onaji kurai. Đây là sai. Câu 4 là gì? Câu 4 là đều không thích. Sai. Người ta rất là thích cái ngày xưa nhá. Thực ra là trên đoạn trên cùng này người ta có nói một chút, nhưng mà nãy chúng ta không có dịch ở đoạn trên cùng bởi vì chọn ngay đáp án của phần gì nhỉ? Của phần câu hỏi số 1 đấy, câu 34 đấy. Được chưa? Tiếp theo câu 37. Watashi wa dono yona toshokan ga yoi to itte iru ka. Nhân vật tôi ấy gì nhỉ? Nhân vật tôi thì đang nói là một cái thư viện như nào là tốt. Một cái thư viện mà kincho kan ga ri suite iru toshokan, một cái thư viện mà có cái sự căng thẳng và vắng vẻ, không phải. Câu 2. Toshokan zentai ga shizuka de ochitsuita kanji no toshokan. Một cái thư viện mà tạo ra cái cảm giác gì đấy,
cảm giác có thể điềm tĩnh, tĩnh lặng. Đúng không? Đúng rồi, người ta trong cái bài đọc này các bạn thấy rõ ràng người ta lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Hai cái từ là từ Shizuka và từ gì nhỉ? Và từ Ochitsuita. Như vậy đây phải là đáp án, đây mới là đáp án đúng của chúng ta. Sao lại ra cái này nhỉ? Câu số 3 này. Ongaku ga nagare jiyū ni oshaberi dekiru toshokan là một cái thư viện mà bật nhạc và có thể mọi người có thể nói chuyện tự do. Sai, đây là cái thư viện mới bây giờ là người ta đang không thích. Câu số 4 này. Shizuka ni suru basho to sore igai no basho ga wakarete iru toshokan. Cái thư viện mà sao? Cái thư viện mà phân chia ra khu vực yên tĩnh và khu vực không yên tĩnh cũng không phải nhá. Đúng ở đây phải là ni bằng. Đó. Thì đấy là cái phần bài đọc của chúng ta. Thì còn một tí ở trên cùng này nữa. Lúc nãy chúng ta chưa có dịch thì sensei sẽ dịch nốt cho các bạn nhé. Gọi là đã giúp thì giúp cho chót đúng không? Dịch được hết từ đây đến đây rồi thì còn một đoạn nhỏ nhỏ này nữa dịch nốt này. Gakko no koro watashi wa yoku kinjo no toshokan o riyou shite ita. Hồi còn đi học ấy thì tôi thường xuyên sử dụng một cái thư viện gần nhà. Inshoku ga kinshi sare oshaberi mo dekinai toshokan wa kinchōkan ga atta ga kimochi ga ochitsuku basho datta. Cái thư viện đó là cái thư viện mà cấm ăn uống ở đấy, cũng không được nói chuyện ở đấy, cho nên nó tạo cái cảm giác là hơi căng thẳng một chút. Thế nhưng là một nơi mà cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình nó rất là nó rất là tĩnh lặng, nó rất là bình yên. Shizuka na kankyō no naka de yukkuri to hon o yondari shirabe mono o shitari suru koto ga dekita. Và có thể là tra cứu này, shirabe mono là tra cứu, đọc sách một cách từ từ thong thả ở trong một môi trường hoàn toàn yên tĩnh. Hataraki hajimete kara wa toshokan ni iku kikai wa nakatta ga senshu chikaku o tootta no de hisashiburi ni yotte mita. Kể từ sau khi bắt đầu làm việc ấy thì tôi không có mấy cơ hội đi đến thư viện nữa, nhưng mà tuần trước thì tôi đi qua gần đó cho nên là lâu lắm rồi tôi mới thử ghé vào. Và suruto soko wa mataku chigau basho ni natte ita, và nó đã biến thành một nơi hoàn toàn khác. Đấy, cái đoạn này thì chúng ta vừa dịch để tìm đáp án xong nhá. Như vậy là chúng ta đã chữa xong cái phần đọc dài. Tiếp theo là phần đọc tìm thông tin này. Phần đọc tìm thông tin. Cái bài này là cái bài mà có thể nói là cái bài tương đối là đơn giản. Các bạn để ý những cái điều kiện đi kèm. Câu 38. Nijuni sai no kaisha in shin san wa daigakusei no yujin to eiga o mi ni ikou to omotte iru. Tức là bạn Shin là một nhân viên 22 tuổi đang định đi xem phim cùng với người bạn. Chắc chắn là cho cái tuổi vào đây, cho cái địa vị vào đây thì không để thừa. Các bạn sẽ phải để ý cái này. Tiếp theo, hutari wa Iwashita Hall Club Kado Kain de wa nai. Họ không phải là hội viên của cái câu lạc bộ này. Đấy. Tiếp theo nhá, đây cũng là thông tin mà chúng ta các bạn cần lưu ý này. Shichigatsu 15日 suyobi ni eiga Kaze no michi o miru bai ryōkin wa dou naru ka. Trường hợp mà họ xem cái bộ phim Con đường của gió đúng không? Vào thứ mấy? Vào thứ tư ngày 15 tháng 7 thì tiền hết bao nhiêu? Chắc chắn là cho cái ngày này, cho bộ phim này không phải để thừa. Đấy. Giá đây bây giờ các bạn sẽ phải sang đây các bạn xem. Thì ở đây có một cái từ bảng, một cái tờ bảng giá. Đây, vé này ipang bình thường là 1.500. Người lớn là từ 16 tuổi trở lên đúng không? Học sinh, sinh viên là từ 1.200. Đấy, và nhiều bạn sẽ có thể nghĩ vào sẽ chọn đáp án mấy. Đáp án số 4, đúng không nhỉ? Chắc chắn là 1 và 2 được giảm tiền giống nhau thì cũng không hẳn rồi. Nhưng mà các bạn sẽ để ý các điều kiện nhá. Thứ nhất, đó là cái bộ phim này. Ở dưới đây nó có cái gì? Ở dưới đây nó có cái, đây này, cái Kaze no Michi, được chưa? Đấy, cái bộ phim Con đường của gió ấy, người ta muốn xem. Người ta muốn xem vào ngày bao nhiêu? Ngày 15 tháng 7 đây. Vào ngày 15 tháng 7, nó sẽ chiếu từ 21 giờ 15 đến 23 giờ 25. Vậy là chiếu từ 21 giờ 15. Vậy thì ở đây các bạn xem. À, thấy chưa? Nó sẽ là Yakan, nó sẽ là chiếu vào ban đêm. Chiếu vào ban đêm dành cho cái người bình thường, tức là nhân viên công ty ấy, thì sẽ là bao nhiêu?
1.300. Đấy. Còn cho sinh viên sẽ là 1.100. Như vậy cái anh này là gì nhỉ? Anh xin này ấy, là nhân viên công ty, do vậy là được giảm còn 1.300. Bạn kia là sinh viên được giảm còn 1.100. Đấy. Như vậy đáp án đúng chúng ta câu này phải là đáp án số 3. Nhá. Các thông tin này đều phải được khai thác. Đấy. Tiếp theo, câu hỏi số 39. Cô san wa kotoshi no 6gatsu kara Iwashita Hall Club Card kaiin ni natta. Cô san ga ukerareru sabisu wa dore ka? Là gì nhỉ? Cái bạn tên là cô này ấy, bạn ấy đã trở thành hội viên của cái câu lạc bộ này từ tháng 6 năm nay. Vậy thì cái dịch vụ bạn ấy có thể nhận là cái nào trong cái 1, 2, 3, 4 này? Vậy thì các bạn sẽ xem ở dưới này, nó sẽ có nhá. Đây, cái thông tin đấy nó ở đoạn này. Đấy, thì thông tin nó sẽ ở đây thôi. Chúng ta đọc qua một chút này. Hội phí là 1 năm là bao nhiêu? Là 1 man và 800 yên. Shiyoki gen là thời hạn sử dụng. Omoshikomi no tojitsu kara 1 nen. Tức là gì nhỉ? Thời hạn sử dụng là 1 năm tính từ ngày đăng ký. Vậy thì có liên quan đến cái đăng ký ở trên đây rồi. Các bạn xem này. Bạn này bạn ấy đăng ký từ bao nhiêu? Từ tháng 6 đúng không? Vậy thì bạn được dùng 1 năm tính từ ngày đăng ký, tức là đến tháng 6 năm sau. Vậy mà câu 1 lại nói là Daine no gì nhỉ? Daine no Junigatsu made. Đấy. Đến tháng 12 năm sau là sai, chỉ là đến tháng 6 năm sau thôi nhá. Loại. Tiếp theo này. Moshikomi yoshi o madoguchi ni omochi kudasai, hãy mang cái bản đăng ký đến cái quầy giao dịch. Rồi. Tiếp theo, nội dung của dịch vụ này. Có thể xem nhiều lần miễn phí đúng không nhỉ? Thứ nhất là có thể xem nhiều lần miễn phí. Thứ hai là hàng tháng ấy, người ta sẽ gửi mail cái gì đấy? Cái lịch trình phim và thông tin phim cho. Cái số 3 là gì? Cái số 3 là người ta sẽ giảm giá vé của người đi cùng xuống còn 1.000 yên. Mỗi lần là được một người. Và câu số 4 là vào ngày sinh nhật ấy, thì người ta sẽ gửi quà tặng nhà. Người ta sẽ gửi quà tặng, gửi presento đến tận nhà cho. Jitaku ni todokimasu nhá. Bây giờ các bạn xem cái nội dung ở trên này. Câu số 2 nó nói là gì đây? Mỗi tháng thì người ta sẽ gửi bưu điện, cái panfretto cho. Đây là sai. Không phải là gửi bưu điện mà gửi gì? Gửi email. Loại 2. Câu 3 này. Cái tiền mà gì đây? Cái tiền mà người đi xem cùng ấy. Đấy, mỗi lần thì chỉ được một người, được giảm còn 1 sen. Chính xác. Sam bằng. Câu 4 là gì? Vào ngày sinh nhật, nếu mà đi đến đây vào ngày sinh nhật ấy thì được nhận quà. Không phải nhé, vào ngày sinh nhật người ta sẽ chuyển quà đến tận nhà. Như vậy là 4 là sai. Đó, thì đó là cái câu bài tìm thông tin của chúng ta. Thì thực ra là bài tìm thông tin là khá là đơn giản. Các bạn để ý cái điều kiện một chút là có thể chọn được rồi. Thì đấy là cái phần chữa ngày hôm nay. Như vậy là Sensei đã chữa xong cho các bạn hoàn chỉnh một cái đề ngữ pháp, đề đọc hiểu N3 đấy. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng được phần nào đấy của cái buổi chữa ngày hôm nay, để có thể làm được bài đọc hiểu một cách tốt hơn. Thì cái quan trọng đấy là các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Sẽ phải giữ vững được tâm lý nhá. Tâm lý này, sức khỏe này, cái đấy phải đảm bảo thì mới làm được. Thứ hai đấy là các bạn phải phân bố được thời gian hợp lý. Chứ lại làm 70 phút làm đọc và ngữ pháp, các bạn lại làm ngữ pháp 40 phút, còn 30 phút làm đọc thì thôi, không thể đủ thời gian được. Đấy, chỉ dành khoảng 15-20 phút để làm ngữ pháp thôi. Còn lại là làm đọc hiểu khoảng 50 phút. Và nhớ là các cách dò tìm đáp án này, dò tìm keyword. Rồi thì gì nhỉ? Rồi thì loại trừ đáp án. Đấy, những cái đấy nó sẽ rất là có ích cho các bạn. Rồi, chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn.